Tuấn Cương quay trở lại với quý vị anh chị em. Tuấn Cương xin mến chào thân ái tới toàn thể quý vị. Hôm nay Tuấn Cương sẽ review cho quý vị anh chị em một sản phẩm, đó là một chiếc xe Toyota Vios bản G cao cấp nhất của dòng Toyota dành cho chiếc xe Vios này quý vị anh chị em nhé. Đó, và trước khi đi vào phần báo giá thì Tuấn Cương sẽ đi một vòng tất cả, bởi vì chiếc xe này Tuấn Cương chính chủ một chủ từ đầu luôn anh chị em. Còn đúng thơm mùi xe mới, đúng chất xe mới. Đó, sơ cua chưa hạ, 4 năm quả vỏ là còn theo xe. Và bản này đặc biệt là bản G cao cấp nhất của dòng Vios hiện nay. Đó, giá mới là bán tới gần 700 triệu. Đó, nhưng Tuấn Cương bán cho quý vị anh chị em chiếc xe này chỉ có 489 triệu so với xe mới và chiết khấu rất là rẻ. Đấy, xe cực kỳ mới, 4 quả vỏ đúng đời luôn anh chị em. Đó, sản xuất và đăng ký 2020, 4 năm quả vỏ là còn đát này. Thậm chí cái mâm cũng chưa bị xước một tí chỗ nào luôn. Toàn thân vỏ xe này là Tuấn Cương bao cho quý vị anh chị em là chưa dính một giọt sơn nào vào đây luôn nhé. Đó, bảo hiểm thân vỏ 2 chiều. Và đặc biệt chiếc xe này là màu đen. Đấy, nội thất màu kem, cực kỳ hot luôn. Mở ra cái là thấy mùi xe mới rồi quý vị anh chị em. Đấy, đúng chất xe mới luôn nhá anh chị em. Đăng ký, đăng kiểm rồi là bảo hiểm 2 chiều, camera hành trình, ghế da, gương chỉnh điện. Tất cả các cái tính năng là cao cấp của bản G là quý vị anh chị em biết rồi. Bản G với bản E là chênh nhau rất là nhiều. Đó, con này là bán cho anh chị em là so với xe mới cực kỳ là rẻ so với xe mới. Và cái hạn sử dụng còn rất dài cho quý vị anh chị em. Thoải mái, bao xài, bao quay đầu cho anh chị em nhé. Chính chủ thành phố luôn. Anh chị em mua, rút hồ sơ hoặc sang tên tất cả các vùng miền Tuấn Cương hỗ trợ. Đấy, còn nguyên cả cái tem mới tinh. Đấy, mở ra cái là thấy mùi xe mới. Quý vị anh chị em có nhu cầu thì cứ liên hệ cho Tuấn Cương số điện thoại trên màn hình quý vị nhé. Và anh chị em thân mến, đây là chiếc xe mà Tuấn Cương ưng ý nhất trong những cái dòng xe hơi mà Tuấn Cương mua. Thì cái xe này là nó là bản mới cao cấp. Rồi, bản G, gương kính điện, nội thất kem. Đấy, tem ở trong hãng này đấy, kiểm tra, kiểm định, rồi bàn giao xe đầy đủ hết. Đặc biệt hai chiều là cái bảo hiểm của xe. Đó, đi bao cho anh chị em là đúng đồng hồ luôn nhá. Tua gạt là tặng xe luôn. 36.000 km cho một chiếc xe 3 năm đi 36.000 km. Đó, vô lăng cần số này, rồi ghế da này. Đó, tất cả hai remote đầy đủ không thiếu bất cứ một cái gì dành cho một chiếc xe lướt lát như xe mới luôn. Trần là như mới luôn anh chị em nhé. Đó, riêng cái nội thất này là không chê vào đâu được. Còn về thân vỏ thì Tuấn Cương sẽ cam kết với quý vị anh chị em không có một giọt sơn nào mà bị dặm tút ở chiếc xe này. Đó, nội thất kem sáng rực một cái xe luôn anh chị em. Anh chị em cảm giác một chiếc xe nội thất nó nổi đó như thế này thì anh chị em ngồi nó rất là mát và thoáng. Đấy, tầm nhìn rất là dễ nhìn. Toàn bộ cái viền cửa là cũng còn không có một cái vân tay nào vào đây luôn anh chị em. Rất là mới luôn. Đó, còn về dàn ngoài thì Tuấn Cương đã nói với quý vị anh chị em rồi. Từ cái form ngoài, từ dàn trong, dàn ngoài, tất cả mọi thứ đều là ok hết. Đó, đèn, sơn, rồi là tất cả đăng kiểm, đăng ký, rồi đều là 2020. 5 quả lốp đều 2020 và đặc biệt cái lốp sơ cua chưa hạ luôn. Đó. Bây giờ Tuấn Cương mở cái khoang máy cho anh chị em thấy. Cái xe này là mới chưa có rửa, chưa có làm cái gì luôn. Cho nên là nó zin nguyên bản là Tuấn Cương lên sóng giới thiệu cho quý vị anh chị em luôn. Với mức giá rất là hợp lý, chỉ có 498 triệu. Đó, đây là phần khoang máy. Trắng tinh như củ hành bóc luôn anh chị em. Đó, bất cứ một cái gì lỗi là Tuấn Cương chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đó, tất cả các cái ốc tán máy, các cái kẹp, cái ghim là còn 7 màu hết. Rất là mới. Đó, chưa có rửa luôn đấy, vẫn còn bụi bẩn nguyên đây anh chị em. Đó, thì với cái giá mà 498 triệu này, 498 triệu quý vị anh chị em nhé. 498 triệu là so với xe mới là rẻ hơn được 200 triệu. Và một chiếc xe thơm mùi xe mới, quý vị anh chị em xứng đáng đồng tiền bát gạo quý vị anh chị em bỏ ra. Và bán bao quay đầu, bao cam kết cho quý vị anh chị em với cái sản phẩm của dòng Toyota này bản cao cấp nữa thì Tuấn Cương bán là đều bao quay đầu cho anh chị em. Đó, rất là mới luôn quý vị anh chị em, không còn gì để mà tả. Quý vị anh chị em có nhu cầu nhé, liên hệ ngay cho Tuấn Cương số điện thoại trên màn hình quý vị anh chị em. Và tất cả các giấy tờ các quận huyện nào Tuấn Cương cũng có thể hỗ trợ anh chị em được. Cùng các anh chị em mua ra Bắc
hay là mua trong Sài Gòn hay mua về các tỉnh đều hồ sơ, tất cả mọi cái bao cho anh chị em 24/24 luôn. Đó, đó là chiếc xe mà Tuấn Cường muốn giới thiệu với quý vị anh chị em trong cái buổi live ngày hôm nay. Bởi vì mọi khi thì những cái dòng xe này thì Tuấn Cường bán thì Tuấn Cường không có hay review. Bởi vì về cái nào là Tuấn Cường bàn giao lại cho các anh em cửa hàng chuyên về ô tô hoặc là chuyển ra Hà Nội. Đấy, những chiếc xe này là Tuấn Cường xác định nó rất là mới, không khác gì một chiếc xe mới. Cho nên là Tuấn Cường cũng có thể là Tuấn Cường để đi. Đó, thì anh chị em nào mà muốn có nhu cầu lướt lát thì Tuấn Cường chia lại cho với cái giá Tuấn Cường chỉ lời rất là ít. Đó, và giấy tờ là lo cho quý vị anh chị em từ A đến Z. Đó, rồi, cảm ơn quý vị và quý vị anh chị em có Vespa nhu cầu thì Tuấn đến Cường 148-150 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Quay trở lại với quý vị anh chị em, các bạn khách hàng thân thương của Tuấn Cường trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó, anh chị em thân mến, hôm nay về rất nhiều những sản phẩm Vespa cũng như dòng SH trên màn hình. Rồi, thì trong số đó có một số điện thoại. Xin chào.